đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, các quan chức Đảng Dân Chủ Mỹ vừa tiết lộ với Washington Post sau cuộc trao đổi riêng với cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rằng Tổng thống Joe Biden có thể sớm bị thuyết phục để rời khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Washington Post chỉ ra, sau cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào tháng trước giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump, dư luận Đảng Dân Chủ đang có những diễn biến đáng chú ý. Bà Pelosi đang đóng vai trò mạnh mẽ ở hậu trường để giải quyết cuộc khủng hoảng. Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, người đã rời vị trí lãnh đạo năm 2022 nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn, đã trao đổi với các đảng viên Đảng Dân Chủ California và một số thành viên lãnh đạo Hạ viện rằng bà nhận định Tổng thống Joe Biden sắp quyết định từ bỏ tranh cử Tổng thống. Ba quan chức của Đảng Dân Chủ cho biết một số đảng viên Đảng Dân Chủ lo ngại nếu ông Biden tiếp tục tham gia cuộc đua này, chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, sẽ thuộc về ông Donald Trump. Trong khi đó, người phát ngôn của bà Pelosi nhấn mạnh, bà Pelosi tôn trọng tính bảo mật các cuộc gặp và trao đổi của bà với Tổng thống Mỹ. Axios cho biết một số đảng viên Đảng Dân Chủ hàng đầu nói riêng rằng áp lực ngày càng tăng của các lãnh đạo quốc hội trong đảng và những người bạn thân sẽ thuyết phục Tổng thống Biden quyết định rút khỏi cuộc đua Tổng thống ngay sau cuối tuần này. Ông Biden vẫn đang tự cách ly ở nhà riêng tại Delaware do COVID-19 vẫn công khai tham gia. Nhưng theo các đảng viên Dân Chủ, về mặt riêng tư, ông Biden đang chịu trước áp lực ngày càng tăng, các cuộc thăm dò tồi tệ và sự giám sát không thể chấp nhận được, khiến ông Biden không thể tiếp tục chiến dịch tranh cử của mình. Kênh NBC News của Mỹ cho biết, ngày 18 tháng 7, một số trợ lý thân cận nhất của ông Biden đã gọi điện cho các đồng minh đáng tin cậy để biết họ nghĩ vị thế chính trị của ông ở đâu. Một nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ đã mô tả ông Biden vào thời điểm này là đang nghĩ ngợi. Một người khác thân cận với ông Biden mô tả Tổng thống đang đấu tranh về sinh mạng chính trị của ông. Một số đồng minh ngày càng đoán rằng nếu ông Biden rời đi thì có thể là trong những ngày tới. Nhưng họ cũng cảnh báo rằng việc đưa ra quyết định vẫn tùy thuộc vào ông và ông không có ý định từ bỏ ngay cả khi phải đối mặt với nghịch cảnh dường như không thể bỏ qua. Về khả năng sắp có thông báo nào đó, một người thân cận với gia đình ông Biden cho biết, chúng tôi thậm chí không biết mình sẽ làm gì vào ngày mai. Tuy nhiên, ông Biden không phải là không thể tránh khỏi áp lực ngày càng tăng từ chính đảng của mình. Và kể từ cuộc tranh luận, ông Biden đã tự nói rằng ông có thể cân nhắc rời khỏi cuộc đua nếu không còn con đường nào để giành chiến thắng. Tôi nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi, một người thứ hai thân cận với nỗ lực tái tranh cử nói về việc ông Biden rút khỏi cuộc đua. Ngày 19 tháng 7, đã có thêm 13 đảng viên Đảng Dân Chủ đã kêu gọi ông Biden rút lui khỏi cuộc bầu cử năm 2024, đưa tổng số người muốn ông dừng lại lên 35 nghị sĩ. Nếu ông Biden rút, thì Phó Tổng thống Kamala Harris có thể trở thành người đề cử thay thế và người ta đang đoán xem liệu ông Biden có tán thành lựa chọn bà hay không. Yếu tố chính gây áp lực riêng lên ông Biden là nỗi lo sợ của các đảng viên Đảng Dân Chủ rằng việc ứng cử của ông Biden có thể khiến Đảng Dân Chủ mất đi không chỉ ghế trong Nhà Trắng đa số ở Thượng viện mà còn cả cơ hội lật ngược khả năng Hạ viện về tay họ kiểm soát. Điều đó giúp giải thích lý do tại sao các nhà lập pháp cấp cao đã thúc đẩy ông Biden xem xét lại quyết định tiếp tục tham gia cuộc đua của ông. Kênh NBC News của Mỹ dẫn các nguồn tin riêng cho biết các thành viên trong gia đình Tổng thống Joe Biden đã thảo luận về việc rút khỏi chiến dịch tranh cử của ông năm 2024. Đây là một diễn biến bất thường sau nhiều tuần ông Biden khăng khăng ở lại cuộc đua tranh cử. Đệ nhất phu nhân Jill Biden, con trai ông Hunter và em gái ông Valencia Owen, cũng như một số trợ lý thân cận lâu năm, đã bàn bạc việc ông Biden muốn dừng lúc nào và có kế hoạch được tính toán cẩn thận. Những cân nhắc về tác động của chiến dịch đối với sức khỏe của ông Biden, gia đình ông và sự ổn định của đất nước là những vấn đề được đặt lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates phủ nhận bất kỳ cuộc thảo luận nào như vậy đang diễn ra trong gia đình. Trên chương trình Morning Show của MSNBC ngày 19 tháng 7, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, Jen O'Malley Dillon thừa nhận rằng
đã có sự trượt dốc trong chiến dịch nhưng khẳng định ông hoàn toàn vẫn tham gia cuộc đua. John Cullen, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng của ông Biden và là cố vấn cho ông trong nhiều thập kỷ cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ông đang nghe thấy những lời kêu gọi của công chúng và riêng tư để ông rời khỏi cuộc đua. Cullen nói, tôi nghĩ ông ấy đang cảm thấy áp lực, tôi muốn ông ấy ở lại. Cullen cho rằng một số người trong Đảng Dân Chủ đã đánh giá thấp ông Trump đến mức nguy hiểm cho chính họ. Đồng thời đánh giá thấp sự thật rằng ông Biden là người duy nhất đã đánh bại ông Trump. Ông Biden và những người thân thiết nhất với ông đã cảm thấy bị tổn thương bởi những nỗ lực đẩy ông ra ngoài mà họ cho là giấu tay và thiếu tôn trọng. Gia đình rất thất vọng và trải qua các giai đoạn tức giận và đau buồn về cách những người mà họ coi là bạn bè đã đối xử với Tổng thống. Một đồng minh của ông Biden cho biết có một cách đàng hoàng hơn nhiều để làm điều này. Nếu đây là điều họ muốn, đây không phải là cách đối xử với một công chức đã làm được nhiều điều cho đất nước này. Theo một người thân cận với nỗ lực tái tranh cử, các cuộc thảo luận về cách đưa ra một kế hoạch phù hợp để ông Biden từ chức cũng đã diễn ra giữa các nhân viên cấp cao, không chỉ gia đình Tổng thống. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng phủ nhận những cuộc thảo luận này đang diễn ra. Các nguồn tin mới đây cho biết, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ ngay lập tức đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine mà không cần qua trung gian. Hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 7 cho biết, theo một nguồn tin riêng, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng hòa tham gia Đại hội Toàn quốc của Đảng ở Milwaukee cho biết, ứng viên Tổng thống Donald Trump sẽ sẵn sàng tham gia đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine mà không cần bất kỳ trung gian hòa giải nào. Quan chức cấp cao của Đảng Cộng hòa cho hay, không nghi ngờ gì nữa, ông ấy sẽ bắt đầu cuộc đối thoại với ông Putin và ông ấy sẽ thực hiện công việc này mà không qua trung gian. Quan chức này nhận định khi trả lời câu hỏi về sự sẵn sàng của ông Trump trong việc tham gia đối thoại với Tổng thống Putin về Ukraine. Quan chức này cho biết thêm, bây giờ các nhà dân chủ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, tất nhiên phải có ai đó bắt đầu đàm phán để Nga và Ukraine có thể đi đến một thỏa thuận nào đó và khẳng định người đó sẽ là ông Trump. Quan chức cấp cao của Đảng Cộng hòa bày tỏ tin tưởng rằng NATO không nên có mặt ở Ukraine và cuộc xung đột sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Vị quan chức Đảng Cộng hòa cho hay, NATO không cần phải có mặt ở Ukraine, chúng ta cần đối thoại và nếu nó bắt đầu, tất cả chúng ta có thể đi đến thỏa thuận về cách khắc phục cuộc xung đột ở Ukraine. Hôm 15 tháng 7, ấn phẩm Strana của Ukraine dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, nhà lãnh đạo Ukraine tin rằng các đại diện của Nga nên có mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Theo ông Zelensky, kế hoạch hội nghị này dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối thoại nào về Ukraine, bao gồm cả sự tham gia của các nhà hòa giải, nhưng Moscow phải đạt được mục tiêu của mình. Ngày 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã nêu các điều kiện để giải quyết tình hình Ukraine, trong đó có việc lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass và Novorossiya, Kiev từ chối gia nhập NATO, thiết lập tình trạng trung lập, không liên kết. Theo RT, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cựu Tổng thống Mỹ và ứng viên Đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Donald Trump đã nhắc lại lời cam kết chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Ông Trump viết trên Truth Social rằng ông đã có một cuộc điện đàm rất tốt với ông Zelensky. Trong đó, chính trị gia Ukraine chúc mừng ông về việc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa rất thành công và lên án vụ ám sát tàn bạo. Cựu Tổng thống Mỹ nói rằng ông đánh giá cao ông Zelensky vì đã liên lạc. Ông Trump khẳng định sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và tàn phá vô số gia đình vô tội. Cả hai bên sẽ cùng nhau đàm phán một thỏa thuận chấm dứt tình trạng bạo lực. Trong khi đó, ông Zelensky tuyên bố rằng ông đã nhất trí với cựu Tổng thống Mỹ rằng sẽ thảo luận tại một cuộc họp riêng về những bước đi có thể mang lại hòa bình, công bằng và lâu dài. Tổng thống Ukraine viết trên X, tôi ghi nhận sự ủng hộ quan trọng của lưỡng đảng và lưỡng viện Mỹ trong việc bảo vệ tự do và độc lập. Phát biểu với đài truyền hình BBC trong chuyến đi tới Vương quốc Anh tuần này, ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine muốn chiến thắng hoàn toàn trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky hy vọng ông Donald Trump sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, như đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống Ukraine cho rằng kịch bản tồi tệ nhất là các lệnh trừng phạt Nga được dỡ bỏ và Moscow giành chiến thắng. Nhiệm kỳ Tổng thống kéo dài 5 năm của ông Zelensky được cho là hết hạn vào cuối tháng 5. Ông từ chối tổ chức mở một cuộc bầu cử mới, viện dẫn luật về thiết quân luật.
Trong khi đó, Moscow cho rằng, theo hiến pháp Ukraine, quyền lực của Tổng thống phải được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội khi nhiệm kỳ kết thúc. Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố, ông sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán với Ukraine ngay khi nước này cam kết không tìm cách trở thành thành viên NATO và rút quân khỏi mọi lãnh thổ của Nga, bao gồm các khu vực Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm 2023. Vị tướng về hưu của lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Krivonos cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Newsroom. Thảo luận với kênh Newsroom về tình hình cuộc xung đột, ông Krivonos nói, NATO hiện đang bắt đầu giữ lại tất cả các thiết bị của mình bởi vì họ đã đổ tất cả những thứ rác rưởi mà họ có, bao gồm cả việc đổ vào chúng tôi. Theo vị tướng này, kết quả là người Ukraine thậm chí đã từ chối một phần nguồn cung cấp và họ cố gắng đưa ra ít nhiều các thiết bị bình thường vào trật tự. Krivonos đã cho biết, những thứ không thể khôi phục được đang được trả lại. Phương Tây đã viện trợ cho Ukraine vũ khí hàng tỷ đô la Mỹ, bao gồm các loại đạn dược, pháo các loại, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, bom, cùng nhiều thiết bị khác. Họ hứa viện trợ tiêm kích F-16 hiện đại cho Ukraine và sẽ bắt đầu chuyển giao ngay trong năm nay. Đầu tháng 7, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết cuộc khủng hoảng Ukraine do Washington và các đồng minh kích động hiện đang bị họ cố tình kéo dài. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của Báo Việt Nam Net. Xin kính chào và hẹn gặp lại!